Xin chào các bạn. Video này nhà sẽ hướng dẫn các bạn ứng dụng cái phương pháp điều chế độ đồng xung BBKM để chúng ta điều khiển cái bóng đèn LED sáng dần lên và tắt dần đi. Thì học cái bài đầu tiên chúng ta học về điều khiển đèn LED đó, chúng ta chỉ có thể lập trình cho con LED nó sáng hoặc là nó tắt thôi, chứ nó không thể chuyển từ trạng thái là nó đèn tắt mà nó sáng dần từ từ lên, sau đó nó tắt dần từ từ xuống được. Thì với cái phương pháp BBKM người ta có thể làm được chuyện đó. Thì các bạn xem cái sơ đồ mặt sau. Thì ở đây dân sử dụng cái xung ra trên cái trong B2.0. Dân sẽ lập trình tạo ra một cái xung BBKM trên trong B2.0. Và cái xung đó nó sẽ điều khiển đóng ngắt một con transistor. Và con transistor này nó sẽ đóng ngắt cấp dòng cho con LED nó sáng. Thì các bạn thấy nếu ở đây mình xuất ra mức 1 này, thì con transistor NPN, cho nên nó sẽ thông, nó sẽ dẫn thông. Chẳng tỏ NPN dẫn thông khi mà cái điện áp ở đây là mức 1, còn mức 0 thì con transistor nó sẽ ngắt, nó không có dẫn. Như vậy là nếu mà mình xuất ra đây là mức 1 thì con transistor này nó giống như một cái công tắc vậy, nó sẽ đóng lại. Thì lúc đó sẽ có dòng điện chạy từ trên nguồn qua LED và điện trở hàng dòng và xuống mát. Còn nếu ở đây mình xuất ra mức 0 thì chúng ta thấy ở đây bị hở mạch ra, do đó không có dòng điện chạy qua LED và LED nó sẽ không sáng. Còn nếu chúng ta tạo ra một cái xung mà có độ rộng thay đổi được từ 0 cho đến 100% thì các bạn sẽ thấy con LED nó sẽ sáng dần từ từ lên. Tại vì ban đầu chúng ta cho cái độ rộng xung bằng 0 thì con LED nó tắt, sau đó chúng ta tăng dần cái độ rộng xung thì các bạn thấy cái thời gian sáng trên con LED nó sẽ tăng dần lên, và các bạn sẽ thấy là con LED nó sáng mờ mờ và nó sáng dần 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 lên. Bây giờ mình sẽ đi lập trình. Thì hôm trước chúng ta đã viết được các cái hàm để chúng ta tạo ra xung BBKM, gồm có hàm BBKM in và BBKM start, BBKM stop và BBKM set duty cycle. Set duty. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng lại cái hàm này để chúng ta viết tiếp. Ở đây đó, đầu tiên vào chương trình thì mình sẽ cho cái duty cycle là bằng 0. Bằng 0 là xem như con LED nó không sáng đúng không? Giống như là xuất mức 0 ra cái trong BBKM vậy. Bây giờ ở đây mình sẽ xét trong vòng lặp while1 mình viết thêm code if. Mình sẽ tạo thêm một cái biến kêu anh sẽ cha tên là direction, để nó đại diện cho cái hướng là up hay là down, và ban đầu mình cho nó giá trị là bằng 0. Giả sử mình quy định 0 là cái con LED nó đang sáng dần lên, tức là hướng là up đó. Còn nếu 1 là con LED nó đang tắt dần xuống, là cái hướng nó sẽ là down, tăng giảm đó. Mình sẽ tăng giảm duty cycle, và cái biến direct này nó sẽ đại diện cho là mình đang tăng hay là đang giảm, và một cái biến là duty cycle nữa, duty đi còn không luôn. Còn cái tăng giảm thì mình dùng define đi, define đầu chương trình, define up là 0 nè, down là 1. Rồi, cho là hàm main ở đây mình xét nếu direction của mình mà đang bằng up, thì mình sẽ tăng tăng cái duty lên đúng không? Tăng duty cycle lên. Giả sử mỗi lần mình cộng bằng 2. Và mình xét nếu duty cycle của mình mà bằng 100% thì mình sẽ cho cái biến up down, cái biến direct đó nó bằng down lại, để lần sau nó quay trở lên cái vòng lặp thì nó sẽ giảm cái duty cycle xuống. Eo. Rồi, không bằng up thì nó sẽ bằng down đúng không? Nếu mà là down thì mình sẽ cho duty cycle trừ bằng 2. Giảm xuống 2%. Và mình tương tự mình cũng xét nếu duty cycle của mình mà bằng 0% thì mình sẽ chỉnh cái hướng lại, cho cái hướng lại là bằng up.
Ở đây mình sẽ dùng cái hàm BWM set duty để mình đổi cái duty cycle ha. Ở đây mình chỉ tính duty cycle và mình gán vào cho cái biến thôi. À, tăng hoặc là giảm bao nhiêu đó, sau đó mình phải set duty cycle lại. Và ở phía trên đây mình phải nhớ là delay một cái khoảng thời gian. Ví dụ mình cho là 100 mili giây chẳng hạn. À, như vậy đầu tiên vào nè, cái duty cycle của chúng ta đang ở 0 và chúng ta delay 100 mili giây thì chúng ta sẽ thấy cái bóng đen nó hoàn toàn lắc, nó không có sáng trong khoảng 100 mili giây. Sau đó chúng ta xét cái hướng của chúng ta đi direction đang bằng up, để mình cho nó bằng up đi, bằng up cho nó dễ hiểu. Up là mình quy định là không, đang bằng up thì mình sẽ tăng duty cycle lên 2. Tăng duty cycle lên 2 và mình set lại cái duty cycle lúc này nó sẽ bằng 2%, thì các bạn sẽ thấy bóng đèn led nó sáng mờ lại một chút xíu. Sau đó nó delay 100 mili giây để chúng ta thấy bóng đèn led nó sáng mờ đó. Sau đó chúng ta set tiếp direction nó vẫn đang bằng up và mình cộng thêm 2% nữa là 4%. Xuống đây mình set duty cycle bằng 4% và lúc này lên đây chúng ta delay thì chúng ta sẽ thấy cái bóng đèn led nó sáng hơn một chút xíu, sáng hơn. Tương tự như vậy, chúng ta tăng cho đến khi nào duty cycle mà bằng 100% thì chúng ta cho cái biến direction là bằng down, để lần sau đó, lần sau nó sẽ giảm duty cycle xuống, tại vì cái duty cycle của chúng ta không thể vượt quá 100% được. Và bằng 100% và nó set cái biến direction này bằng down rồi, sau đó nó sẽ set cái duty cycle là 100%, quay lên nó đi lấy 100 mili giây, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cái con led của chúng ta nó sáng rõ nhất. Sau đó quay trở lại xuống if, nó thấy cái direction lúc này bằng đầu không có bằng up nữa, cho nên nó sẽ thực hiện ở dưới đây, nó giảm duty cycle xuống. Và tương tự như vậy, tương tự giống như cái lúc mà up vậy, thì đầu mỗi lần chúng ta giảm, chúng ta cũng giảm với 2%. Và nhớ là nếu duty cycle bằng không thì chúng ta phải cho direction bằng up lại để cho nó tăng lên lại. Như vậy nguyên cái đoạn chương trình này nó sẽ làm cho chúng ta thấy cái hiệu ứng là con led của chúng ta nó sẽ nhân lên, sau đó nó tắt dần xuống. Thì ở đây chúng ta có sử dụng cái hàm delay mili giây này, cho nên chúng ta phải viết thêm cái hàm delay mili giây nữa, thì các bạn có thể viết ở trên này hoặc là chúng ta sử dụng cái thư viện. Ở đây mình sử dụng thư viện đi. Thư viện này mình đã viết rồi, đã có sẵn rồi. Và nhớ chúng ta sử dụng thư viện delay.h thì chúng ta phải tạo cái file main.h. Và khai báo tần số thật anh chúng ta sử dụng là 12 m, và include cái file main.h này vào. Include cái file main.h này vào và nhớ thêm cái file delay.c vào số group 1. Delay nằm trong thư mục library này, delay.c. Rồi mình biên dịch chương trình lại. Bây giờ mình sẽ chạy mô phỏng. Thì tại vì cái con led ở trong rotor đó nó không có mô phỏng được cái trạng thái là sáng dần tắt dần, cho nên chúng ta muốn biết cái duty cycle ở đây nó có thay đổi hay không thì chúng ta có thể sử dụng một cái dao động ký để chúng ta đo, hoặc là chúng ta cắm mạch thật trên dashboard. Thì ở đây mình sẽ đo cái duty cycle bằng dao động ký. Mình sẽ lấy ra cái oscillocover này, vẽ nó ra. Mình sẽ đo bằng cái kênh A nối vào trong B2.0. Rồi mình chạy chương trình thì lúc này các bạn thấy cái xung BWM của chúng ta này, các bạn thấy duty cycle của nó tăng lần lần lên đúng không, và giảm lần xuống từ 0 lên 100% và từ 100% giảm rơi xuống 0 lại. Đó. Như vậy là chúng ta đã viết được cái hiệu ứng sáng dần và tắt dần cho bóng đèn led. Thì trên thực tế các bạn có thể cài đặt cái con led ở đây, chúng ta sử dụng một bóng đèn
bóng đen để thắp sáng chẳng hạn, và các bạn có thêm cái nút nhấn, ví dụ các nút nhấn các bạn có thể mắc vào bọc một đi, hai nút nhấn là tăng độ sáng và một nút nhấn là giảm độ sáng, và các bạn có thể nhấn nút nhấn để chúng ta điều chỉnh cái duty cycle. Ở đây là chúng ta lập trình cho nó tự động tăng giảm duty cycle. Các bạn thấy nó tự động tăng giảm duty cycle. Nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái nút nhấn để chúng ta lập trình khi mỗi khi mà chúng ta nhấn nút tăng thì nó sẽ tăng duty cycle, nhấn nút giảm thì nó sẽ giảm duty cycle. Và khi mà đã tăng giảm được duty cycle thì các bạn có thể điều khiển được cái độ sáng của bóng đèn. Đó, thì đó là một cái ứng dụng của cái phương pháp điều chế độ đồng xung VWKM. Rồi, video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.